Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với channel Kubo Vlog. Thì hôm nay mình cùng với gia đình anh Bình và mẹ mình đến khu vui chơi giải trí có tên là Gumbuza. Nó nằm cách Sunwell khoảng 40 cây số về phía đông Melbourne. Thì khu vui chơi này vừa có công viên nước, sở thú và khu trò chơi cảm giác mạnh. Nó kiểu giống như là đầm sen ở Sài Gòn đó mọi người. Ok, mọi người hãy cùng mình tham quan xem Gumbuza này sẽ như thế nào nhé. Sau khi mua vé xong thì họ tặng cho nhóm tụi mình một cái bản đồ kèm với những bịch đồ ăn để mà cho tụi nhỏ có thể cho những cái con thú trong đây nó ăn. Đây là con vẹt đuôi dài Marcus. Thì giống vẹt đuôi già này rất phổ biến và đặc trưng ở Úc này. Chúng rất thông minh, nếu mà được huấn luyện thì chúng cũng có thể nói được tiếng người. Thì một cái con vẹt mà bự như thế này mà được huấn luyện để có thể nói được á, thì giá của nó sẽ phải trên khoảng 10.000 đó mọi người. Hiện tại mình đang đứng ở khu trung tâm của khu vui chơi Gumbuza này. Mình để ý ở Úc này họ thiết kế các khu vui chơi rất hay và khoa học. Đó là từ cái khu vực trung tâm này, mọi người sẽ nhìn thấy những cánh cổng để vào những cái khu riêng biệt khác. Với cái cách thiết kế này sẽ giúp cho mọi người không bỏ sót bất kỳ khu vui chơi nào. Thì hồi mình đi sở thú ở Melbourne, mình cũng thấy họ thiết kế tương tự như vậy. Ở đây mình thấy họ có ghi là vào khoảng 11 giờ rưỡi và 3 giờ chiều thì họ sẽ có một cái bird show, và vào khoảng 1 giờ thì họ sẽ có một cái show khác nữa mà mình không biết cụ thể nó là show gì. Wow, vừa có một con vẹt đuôi dài bay ngang qua trước mặt mình. Tụi trẻ có thể chạm vào và cho chúng ăn một cách thoải mái. Chỗ đằng đó là nơi mọi người ngồi để mà có thể xem bird show. Thì ở đằng trước mỗi khu họ sẽ để một cái tấm bản đồ để cho mọi người có thể biết được trong khu này có những cái con vật nào hay những cái hoạt động vui chơi nào. Con vẹt này có tên là Cocky, nhìn cái màu của nó trông ngầu không mọi người. Mình đang ở cái khu thứ hai có tên là Wildlife Trails. Thì cái khu này nó giống như sở thú vậy đó mọi người. Trong đây mình có thể tham quan kangaroo, koala, wombat và nhiều giống chim khác. Wow, ở đây có một con công đang đi bộ nè mọi người.
Ha ha, nhóc chiếc con anh Bình nó sợ không dám lại gần. Hai đứa nhỏ sợ con công nó mổ cho nên không dám lại gần cho nó ăn. Không hiểu sao nhìn mặt mấy con cú này nó khiến mình hơi sợ sợ. Thầy, mọi người có thể thấy trong cái khu thứ hai này họ để một số con thú như là công, cừu, gà, vịt đi tự do thoải mái luôn. Đây, mọi người có thể lại gần cho tụi nó ăn, chụp hình thì một cách làm rất hay. Thì với cái cách làm này á, nó có thể giúp cho tụi nhỏ tương tác và yêu thích thêm động vật. Trong cái hang này thì họ nuôi những con rắn. Thì như mọi người cũng đã biết là nước Úc này á có rất nhiều rắn. Thì đa phần những cái con rắn mà thuộc dạng độc nhất trên thế giới là đều có mặt ở Úc này, như là rắn hổ mang, rắn cạp nông. Mọi người nhìn thấy nó bò ghê không? Thì ở cái bang Victoria này á, cái số lượng rắn nó cũng không có nhiều. Thì mình nghĩ là cái bang mà nhiều rắn nhất á, nó ở trên khúc phía bắc, là cái khu vực Queensland hay là cái vùng lãnh thổ phía bắc. Thì lâu lâu á, mấy con rắn này nó bò vô nhà rồi nó chui lên từ toilet, nhìn thấy ghê lắm mọi người. Haha, con công hồi nãy bây giờ nó đi bộ ra tới đây luôn rồi nè mọi người. Wow, mình thấy ở đây có những con kangaroo trắng nè mọi người. Mình nói có thể mọi người không tin, thì từ lúc mà mình qua Úc đến bây giờ là khoảng 5 năm, thì đây là lần đầu tiên mình thấy được con kangaroo ở ngoài đời nó như thế nào. Thì đợt trước á, mình đi vô sở thú á, thì mình cứ nghĩ là lúc đó có thể nhìn thấy được kangaroo rồi. Nhưng mà lúc đó thì sở thú nó lại bảo trì cái khu nuôi kangaroo nên mình cũng không thấy được nó luôn. Wow, con kangaroo này có cái con nó đang ở trong túi của nó nè mọi người. Nhìn rất là dễ thương ha. Khu tiếp theo đó chính là khu tham quan những con koala. Mọi người có thấy cái con công màu trắng ở đằng kia không? Koala nè mọi người. Thì để mà có thể nhìn thấy một cái con koala còn thức cũng phải nói là rất là hiếm nha mọi người. Tại vì những cái con koala này tụi nó ngủ nhiều lắm, nên nó còn có một cái tên gọi khác là gấu lười. Thì nó dành khoảng 2/3 thời gian trong ngày chỉ để ngủ thôi. Nhìn thấy nó thức đã khó, mà còn nhìn thấy nó ăn nó còn khó hơn nữa. Thì phải nói là hôm nay mình khá là may mắn có thể tận mắt nhìn thấy một cái con koala nó ăn như thế nào.
Ok mọi người, khu tiếp theo mình đến tham quan đó chính là khu tham quan chim. Thì trong cái khu này á, họ rào lưới bên trong lại và họ sẽ thả những cái con chim nó bay tự do ở trong cái khu vực này để mà mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy tụi nó. Wow, hai con chim trắng này nhìn ngộ và dễ thương không nè mọi người. Đó, mọi người thấy không? Họ để cho chim nó tự do bay loại thoải mái trong cái khu vực này luôn. Thì nước Úc này á, mình thấy họ bảo tồn, bảo vệ và giữ gìn những cá thể động vật như chim, koala rất là tốt. Mọi người sẽ bị phạt rất nặng nếu mà săn bắt hay ngược đãi động vật ở Úc này. Con chim này rất là hiếm nha mọi người. Thì mọi người có thể thấy là cái thân nó màu trắng, nhưng mà từ cái phần cổ trở lên cái đầu của nó đó, mọi người thấy không, nó hồng hồng đỏ đỏ, trông rất là đẹp ha. Mấy cái con chim màu đen này nhìn mặt tụi nó hung dữ quá. Wow, ở đây có một con chim trông rất là lớn nè mọi người. Mình cũng không biết cái giống chim này là giống chim gì nữa, mà không biết nó có bay được hay không. Mọi người có biết ấn tượng đầu tiên của mình khi đến Úc là gì không? Đó là mình thấy chim ở Úc này nó không sợ người. Tụi nó sẽ đến gần mọi người và nhiều khi còn cướp đồ ăn của mọi người luôn đó. Thì người ta thường nói là đất lành chim sẽ đậu, nên những cái con chim này á, biết là người ở đây không làm hại tụi nó, nên tụi nó cũng không cảm thấy sợ con người. Con koala này nó ngủ tư thế nhìn thấy dễ thương không mọi người? Nó ngủ mà nó co cái người lại nhìn giống y chang như con gấu bông vậy. Mình thấy cái con koala này đúng nghĩa là không làm mà vẫn có ăn nha mọi người. Tối ngày ngủ không à, chỉ có ăn với ngủ thôi à. Khu tiếp theo là khu chó hoang Dingo. Thì cái con Dingo này cũng là một trong những cái con thú đặc trưng của nước Úc này ha. Mọi người có thấy nó đang trú nắng, nó nằm ở sâu trong cái hang kìa. Cái khu này là khu mà họ thả những cái con kangaroo nó chạy nhảy thoải mái trong cái khu vực này. Mọi người có thể đến gần cho tụi nó ăn, nhưng mà mọi người mà thấy con nào mà nó đang khó chịu, bực dọc thì đừng có đến gần nha. Mấy cái con kangaroo này nó cũng dữ lắm á, nó đấm với nó đá đau lắm nha mọi người. Trông tụi nó nằm phơi nắng thấy sướng không kìa.
Chỗ này họ đang làm cái gì mà tụ tập đông quá nè mọi người? À, họ đang nướng bánh mì theo kiểu của thổ dân Úc. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm bánh mì và nướng theo kiểu của thổ dân Úc nha. Đầu tiên mọi người lấy bột ở đây, sau đó mọi người vò vò lại, dập dập lại, sau đó xuyên qua cái que cây này. Tay mình nãy giờ cũng chưa có rửa, thôi thì ở dơ sống lâu nha. Bánh mì ở đây đó là ai làm thì người đó ăn nha, để cho đỡ mất vệ sinh nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ xiên cái que cây này qua cái khúc bột này. Ok, bây giờ thì mình sẽ lại đây mình nướng. Wow, cái miếng bột mà Kiwi nó làm nhìn đẹp với lại chuyên nghiệp quá nè mọi người. Ok, thì bây giờ cái anh hướng dẫn người Úc này sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái cách khác để mà nướng bánh mì. Thì cái cách này mình thấy giống như là cái món gà ăn mày, tức nghĩa là cái món mà gà mà họ bọc đất sét lại rồi sau đó vùi vô lửa than kiểu nấu ở miền Tây ở Việt Nam đó mọi người. Thì mình thấy mấy anh nhân viên trong đây rất là nhiệt tình nha. Nếu mà mọi người không biết cái gì á thì mọi người tới gần hỏi thì mấy ảnh sẽ nhiệt tình hướng dẫn cho mọi người cách làm sao để mà nướng bánh mì. Thành quả của cu chiết nãy giờ nướng trông nó ăn ngon không mọi người? Đó, và các anh nhân viên này sẽ hướng dẫn anh Bình cách nướng bánh mì theo kiểu bánh mì ăn mày. Các anh nhân viên người Úc này phải nói rất là nhiệt tình và vui tính luôn nha mọi người. Khu này mọi người có thể tham quan mấy con wombat nè mọi người. Wombat hình như nếu mà dịch ra tiếng Việt là chuột đất không phải? Ok mọi người ơi, thì bây giờ cả nhóm sẽ bắt đầu vô cái khu công viên nước này để chơi. Thì mọi người hãy xem coi cái khu công viên nước ở Úc này nó có khác so với công viên nước Đầm Sen không nha.
có khá nhiều đường trượt ống nha mọi người. Thì mình thấy hôm nay cũng không có nhiều người đến cái khu này để chơi. Cả nhóm mình sẽ để đồ đạc và tập trung ở đây. Ok, sau khi thay đồ bơi xong thì mình với anh Bình với mấy đứa nhỏ ngồi lại để mà bắt đầu ăn trưa. Thì bây giờ cũng tầm khoảng 2 giờ rồi. Thì hồi sáng nhóm mình có mua xôi, bánh mì với chả. Thì như mình nói á, đi đến bất cứ chỗ nào á mà thấy một nhóm mà mở bánh mì với chả ra thì 100% đó là người Việt nha mọi người. Ok mọi người, thì ở đây nó có, mình đến hình như có khoảng 4-5 cái ống trượt. Thì tí nữa để mình lên cao mình quay xuống cho mọi người coi nó dễ hơn ha. Thì cái chỗ này là phao nè, hai cái ống này là để mà trượt phao, còn bên kia thì trượt trượt đơn với lại trượt tấm thảm. Rồi tí nữa mình lên cao mình sẽ quay cho mọi người coi ha. Xin kính chào anh chị chủ business. Cubolab chúng tôi chuyên tư vấn, cung cấp các dịch vụ và giải pháp toàn diện để phát triển hiệu quả business của anh chị, bao gồm thiết kế và phát triển website, thiết kế thương hiệu, thiết kế hình ảnh bao gồm poster, flyer, price list, menu, business card, thiết lập tối ưu và quản lý quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, SEO, tối ưu thứ hạng website trên Google Search, thiết kế và phát triển ứng dụng, quảng cáo email, các giải pháp thương mại điện tử. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với chúng tôi qua website kubolab.com.au để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Xin chân thành cảm ơn anh chị. Kubolab, nâng tầm business Việt. Ok mọi người ơi, thì ở đây có tổng cộng là bốn cái kiểu trượt nè. Thì cái này trượt 4 người nè, phao 4 người nè, phao 4 người, 3 người. Cái này trượt trượt máng nha, hình như ở Đầm Sen cũng có nè, trượt trượt máng á. Và cái này là trượt đơn đó. Thì có tổng cộng là bốn lên nè. Thì tùy theo cái độ cao, ví dụ như là con đất mà nó dưới nó trong cái độ cao của màu đỏ này nè, thì nó chỉ được chơi cái game màu đỏ này thôi đó. Nếu mà nó cao lên màu cam thì nó được chơi cái game màu cam đó, và màu xanh thì được chơi hết tất cả các game luôn. Thì ở đây là cái lối vào nè mọi người, cái lối vào rồi đi bộ lên trên đó. Từ đây đi bộ lên hết là 4 game luôn. Đó, tí nữa đợi nó bắn đi, mình lên đó mình quay xuống cho mọi người coi ha. À, bây giờ hai chú cháu đang đợi xếp hàng lên để trượt xuống, thì mình dẫn con bé Kiwi này nó lên nó trượt xuống, rồi mình đi xuống, đi bộ xuống, tại vì mà cái máy quay mình nó không có chống nước. Kiwi sợ không? Chỉ sợ lạnh thôi, sợ lạnh hả? Thôi nó rung rồi. Rồi cái nó trượt xuống hai file ha. Yeah.
giờ mình đang đợi con bé kiwi nó trượt xuống. Hồi nãy mình đưa nó lên rồi, thì bây giờ đang đợi nó trượt xuống ở ống màu vàng này nè. Đó, tại vì mình cầm camera cho nên mình không có trượt được. Trời ơi, chú Hưng đợi nãy giờ tưởng con chuột sướng rồi chứ. Sao vui không? Chú Hưng tưởng nãy giờ con chuột xuống rồi chứ. Nó chạy qua khu khô để chơi. Ở đây có cái máy này hay lắm nè mọi người. Đó, nó sấy khô mình á. Đó, bây giờ mà cho hai đứa nhỏ nó qua vô xem coi nó sấy như thế nào. Máy hư rồi mọi người ơi. Má bỏ 5 đô vô á, thấy tiền nó toàn chạy ra không mà. Máy hư rồi. Rồi. Thấy cái máy lạ quá, tính quay mà ngờ nó hư luôn rồi. Chào mọi người, thì bây giờ cả nhóm sẽ đi qua bên cái khu khô kia để chơi tiếp. Thì cái trong đây á nó có tới 4-5 khu lận. Khu công viên nước nè, khu giải trí cảm giác mạnh nè, rồi khu động vật nè. Thì để mà đi hết tất cả 4-5 khu ở đây á phải, anh mình nghĩ là phải là 2 ngày. Chứ mà đi trong ngày là chỉ đi chừng có 2-3 khu thôi. Ok, giờ qua bên cái khu cảm giác mạnh xem chơi như thế nào ha. Chú Hưng ơi, chú Hưng. Vui không Kiwi? Đi dạ. Chơi vui không? Nhưng mà làm sao đưa con mở ra sạch để coi chú Hưng hiểu. À, phải đợi chú upload lên YouTube đã rồi không, chú Hưng cho Linh coi ha. Không, mấy cái khác á thì sao? À, thế nào chú Hưng mở lên cho coi. Nha. Yeah. Mình kiếm ra được một cái chỗ để ngồi chơi ở khu khô này. Đó, thì xung quanh đây là những cái khu chơi cảm giác mạnh, tàu lượn rồi này đó. Và mình sẽ đi một vòng quay cho mọi người coi xem nó như thế nào ha. Dạ mọi người. Khoan. Trái cây rồi chả rồi đủ hết ra. Tôi khoan. Đó. Nhóm này đi chơi là không sợ đói luôn. Thì có một cái hay ở đây đó là mọi người chỉ cần mua một vé thôi nha. Thì người lớn là khoảng 50 đô là có thể chơi được hết tất cả mọi trò chơi ở trong đây luôn. Vừa đi tham quan thú nè, vừa chơi công viên nước nè, rồi giờ vô chơi công cảm giác mạnh nữa. Đó. Chỉ cần mua một vé duy nhất thôi. Giờ cả bọn đi thử cái xe lửa này xem như thế nào. Tony Hawk. Toa đầu của toa thứ hai, hai đứa nhỏ đứng ở trên toa đầu luôn rồi. Đó, giờ chuẩn bị đi.
mình đi cái tàu lượn nhỏ đó xong mình thấy nhức đầu quá, giờ không dám đi cái tàu lượn lớn luôn. Thì gia đình anh Bình, bạn mình sẽ đi cái tàu lượn lớn này, thì mình đứng ở dưới mình quay phim. Cái tàu lượn lớn này thấy ghê lắm nè mọi người, chạy rất là nhanh nha. Mình thấy hơi nhức đầu không dám đi. Đứa nhỏ nó còn nhỏ quá nên người ta không cho chơi cái trò này. Thì mọi người có thể thấy anh Bình và chị My ngồi ngay hàng ghế đầu luôn kìa. Ok mọi người ơi, thì mình đã kết thúc một ngày tham quan vui chơi ở cái khu công viên tên là Gumbuya này. Thì theo mình, vé người lớn là chỉ khoảng 50 đô thôi, nhưng mà mọi người vô đây mọi người có thể đi tham quan khu động vật nè, rồi chơi công viên nước nè, rồi thăm rồi chơi những cái trò chơi cảm giác mạnh, thì mình thấy là rất đáng đồng tiền ha. Rồi vé cho con nít thì chỉ có chừng có 25 đô thôi. Thì nó nằm về phía đông Melbourne, cách Swinvale của mình là khoảng 40 cây số. Thì mình chạy cái đường Freeway M1 á, chạy thẳng một mạch luôn, chừng 45 phút là tới rồi. Thì theo mình thấy đây là nơi rất đáng để mà gia đình đến vui chơi giải trí ngày cuối tuần. Yep. Thì mình sẽ có gì mình sẽ để cái đường link mà mọi người có thể book vé online để mà mua đến đây chơi. Yep. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người nó thấy video này hay hãy cho mình một like, một subscribe và một share nha. Xin chào mọi người. Rồi.